Xin chào mọi người. Vừa rồi thì chỉ có kinh nghiệm và bản lĩnh của anh thuyền trưởng thì mới cứu thoát khỏi một cái vụ tai nạn nghiêm trọng. Khi mà cái phà ngay sát trước mũi nó bị chết máy bất thình lình. Và kinh nghiệm của thuyền trưởng đã xử lý một cách hết sức là khôn khéo khi mà anh ấy giảm tốc độ và cho cái phương tiện của mình ép sát vào bờ. Đây là một chiếc xà lan 2.000 tấn vừa được đóng mới xong và hôm nay thì sẽ tiến hành chạy thử để xem còn những cái vấn đề gì để mà căn chỉnh, để trước khi đưa ra hoạt động thì nó sẽ tuyệt đối an toàn. Chiếc xà lan này thì có chiều dài là 66m1, rộng 11m7, chiều cao mạn tức là tâm hạ là 4,5m, trọng tải là 2.000 tấn và được lắp hai máy cumin N14 có tổng công suất là 730 cv. Xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì anh em mình sẽ đi thử cái tàu 2.000 tấn mới đóng xong. Đây. Chưa đăng ký nha. Tất cả các hệ thống thì lắp ráp hoàn chỉnh rồi, nhìn rất là đẹp mà. Cái ghế ngồi lái rộng rãi quá. Đây. Toàn bộ cái táp lô lái đằng trước nha. Hệ thống ga số đây. Hai máy. Lái thủy lực. Ga. Phòng thu máy nè. Kim chỉ góc lái. Áp lực. Áp lực dầu nhờn à. Áp lực dầu bôi trơn này. Và đây là nhiệt độ nước làm mát. Hai chìa khóa. Còn cái gì đây nữa nè? Cái gì đây thì mình cũng không biết luôn. Đã phải lát phải hỏi anh chủ tàu. Đây là anh chủ tàu đây, anh Sang đây. Bây giờ là mình kéo neo lên mình chạy thử hả anh Sang? Cái máy lai neo là Jangma F8 nhỉ. Ô, hệ thống neo của nó đồ sộ quá này. Cái sợi dây cáp này bao nhiêu đây anh Sang ơi? 32 ly hả? Chờ một tí xíu nữa thì anh em ta sẽ mở dây. Và anh Sang anh sẽ làm cái động tác là kéo neo. Máy thì bây giờ đè rồi đúng không? Ngoài này lại còn có 2-3 chiếc xà lan đây. 2 chiếc xà lan đang cập ở bên mạn. 2 chiếc xà lan này thì sẽ phải rời ra để cho cái chiếc lớn này mở dây chạy thử. Tranh thủ chạy thử thì mình sẽ mở cái này ra xem. À đây là cái hệ thống máy phát điện đây. Đây, máy phát điện gắn trong này rồi. Sẽ đi vòng về phía đằng sau. Hệ thống nắp hầm hàng thì cũng có 6 nắp.
hai chiếc xà lan cập mạng đang rời ra đây. Làm máy. Nội thất rất đẹp. À, như vậy là hồi nãy là mình chưa có thả neo đúng không? Hai còi hai bên nhỉ. Mình có ý định gắn gương chiếu hậu không anh? Có hả? Yeah. Bây giờ thì tàu mình đang chạy tới nè. Cái lộ trình sẽ như thế nào anh Sang nhỉ? Anh sẽ quay về Châu Đốc đúng không? Dạ. À. Nhưng mà phải lên cái khu vực nó rộng rộng thì mới quay đầu được đúng không? Lên tới Vĩnh Trường. Lên tới Vĩnh Trường mới quay đầu ha. Coi chừng cái đuôi mình va vào bờ. Đây là một pha hết sức nguy hiểm mà nhờ có thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm cho nên đã tránh được một vụ tai nạn. Có chiếc phà là bị chết máy, đột xuất. Đẩy nó gần đầu nó lên dữ lắm. Có gì mà tôi ở đây nó có. Đâu có thì nó chỉnh cũng được rồi. Nó khó chỉnh luôn, nọ canh đồng hồ nhờ nhát nó khó chỉnh lắm. Tao hai thằng đầu nó được. Anh xã này già đi, xã già ta căng da, ta kêu hà nổ, ta biết rồi. Khỏi căng. Tôi xã này ra cho trong chuyên môn người ta gọi là tát lái hay gì đây, đánh hết lái xong ga hết cỡ luôn để cho nó tạo ra một cái lực đẩy cái đuôi tàu thật là lớn quay vòng. Đấy.
chạy thử, thế là sẽ mang con tàu đi chạy thử để xem nó còn có vấn đề trục trặc gì không. Đó, bắt đầu tiếp tục tắt lái. Rồi máy móc có xì xẹp gì không? Vừa rồi thì anh chủ tàu và cũng là thuyền trưởng, anh trao đổi với các khai thác thì anh thợ để căn chỉnh ga số cho nó chuẩn. Sông này thì cũng hẹp mà con tàu thì rất là dài. Thế nhưng mà quay vòng gần như là tại chỗ. Bây giờ thì con tàu 2.000 tấn này là đã quay được một vòng gần 180 độ rồi. Sau đó thì sẽ hướng về phía châu Đốc. Đây, bây giờ thì mình sẽ xuống dưới buồng máy. Á chà, cầu thang xuống buồng máy được làm bằng inox luôn, rất xịn sò.
dưới buồng máy thì các cái thợ máy vẫn tiếp tục đang căn chỉnh cho nó chuẩn. Và dưới buồng máy thì tiếng máy nó nổ lớn quá, cho nên là nói chuyện không nghe thấy gì hết. Còn bây giờ là mình đang đứng ở phía đuôi tàu đây. Đấy, nhìn hai cái giọt nước đạp của chân vịt thì chúng ta có thể nhận thấy ngay rằng là hình như hai máy căn chưa đều. Ga của hai máy là căn chưa đều. Tranh thủ tàu đang hành trình về Châu Đốc thì mình sẽ quay sơ cái nội thất cho mọi người coi nhé. Đây là cái cabin lái phía trước, rất là đẹp này, trần này, gạch bông, gạch này là 80 đây, đúng không? 2, 4, 6, 8 phải rồi, 80 vuông. Các cái cửa sổ là inox, nhìn rất cứng cáp, đẹp. Đây là những cái cánh cửa gỗ này. Bây giờ thì mình sẽ đi ra phía sau. À, đây là có cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở phía trước mũi này nhé. Cho anh em thuyền viên mà phía trước mũi thì sinh hoạt tại đây luôn, không phải đi xa. Châu Đốc bọc về rồi và cập vào cái khu vực bến để tiếp tục hoàn thiện. Đây là hệ thống neo đây. Chiến ấy, được đào tạo bên Pháp mà. Như vậy thì tới đây tàu cũng đã chạy thử được một vòng và mình cũng xin kết thúc video tại đây.
Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo. Thank you. Bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.